Cho em hỏi là cây bìm biệt hay còn gọi là cây mảnh cọc được sử dụng trong các bài thuốc điều trị ung thư có đúng hay không? Xin nhà thuốc hướng dẫn sử dụng cây bìm biệt cụ thể cho em có được hay không? Và uống cây bìm biệt thì cần kết hợp với những vị thuốc nào, liều lượng ra sao? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, trước khi hướng dẫn bạn sử dụng cây bìm biệt thì nhà thuốc cần lưu ý với bạn là cách phân biệt để tránh nhầm lẫn giữa cây bìm biệt với cây hoàng ngọc. Cách phân biệt cây xương khỉ với cây con khỉ hay còn gọi là cây hoàng ngọc, bởi vì hai vị thuốc này thì có hình dạng khá giống nhau và nếu như là không biết cách thì sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cây bìm biệt để làm thuốc như sau. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây bìm biệt hay còn gọi là cây xương khỉ, nếu như là dùng độc vị thì sẽ có tác dụng là lợi mật, mát gan, giảm đau nhức xương khớp và giúp vết thương gãy xương chóng liền. Liều dùng là 50g cây khô một ngày, và có thể sử dụng theo cách là sắc nước uống hoặc là dùng tươi để đắp ngoài. Cách sử dụng cây bìm biệt để điều trị ung thư như sau. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây bìm biệt khi kết hợp với những vị thuốc dân gian như là cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo thì sẽ có công dụng là giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Và đây là loại bài thuốc được rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Thảo Dược Đức Thịnh xin phép được chia sẻ liều dùng kết hợp của các vị thuốc như sau. Đối với bệnh ung thư dạ dày, đại tràng thì bạn kết hợp cây bìm biệt, cây xạ đen, cây bồ công anh, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo, rửa sạch rồi uống thay nước hàng ngày. Đối với bệnh ung thư máu thì bạn cũng kết hợp các vị thuốc trên thêm với cây dừa cạn 15g và sắc uống thay nước hàng ngày. Đối với bệnh ung thư vòng họng, ung thư phổi, ung thư xương, ung thư não thì sử dụng cây bìm biệt kết hợp với cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo, sắc uống thay nước hàng ngày. Đối với bệnh ung thư gan thì cây bìm biệt, cây xạ đen, cây bạch hoa xà thiệt thảo, cây bán chi liên, cây an xoa và nấm liên xanh, sắc uống thay nước hàng ngày. Đối với bệnh ung thư cổ tử cung thì cây bìm biệt, cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo và trinh nữ hoàng cung, sắc uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.